Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy May Mắn. Thưa quý vị, như mọi người đều biết, mỗi người sinh ra trên đời đều mang trên mình một số mệnh khác nhau. Có người may mắn được hưởng giàu sang, phú quý ngay từ khi sinh ra, nhưng cũng có những người xuất phát điểm đã phải sống trong cảnh bần hàn, cơ cực đủ đường. Tuy nhiên, nếu đã không thể lựa chọn cách mình sinh ra thì vẫn có thể thay đổi được số phận trong tương lai bằng cách nỗ lực bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn và thách thức để vươn tới thành công cũng như có tài phú hơn người. Điển hình như 6 con giáp dưới đây, dù có sinh ra trong hoàn cảnh thiếu may mắn nhưng tương lai lại giàu có, đủ đầy nhờ biết vượt qua số phận. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn hay sóng gió nhưng nhờ tính nhẫn nại, kiên trì và dũng cảm vượt qua. Quý vị hãy cùng kênh Phong Thủy May Mắn tìm hiểu xem top 6 con giáp nào đã cưỡi sóng, đạp gió, vượt qua thử thách để gặt hái được quả ngọt trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong Thủy May Mắn chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thêm những thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Hợi. Tử vi 12 con giáp bật mí, người tuổi Hợi chính là một trong số những con giáp khổ trước sướng sau. Trời sinh họ đã là những người có vẻ ngoài an nhàn, song không bao giờ ngại khó khăn. Đa phần người tuổi này đều có xuất phát điểm rất bình thường, nhưng chưa đến mức giàu sang, dư dả, song cũng không quá mức khó khăn hay bần hàn. Ưu điểm của con giáp này là tính cách chất phác, có nghĩa khí và đặc biệt rất sông sênh trong đối nhân xử thế, dù tài chính không giàu có là bao. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể, thậm chí sẽ đi nhờ tiếp người khác giúp đỡ nếu bản thân không thể giúp được. Hơn nữa, họ còn có tinh thần trách nhiệm rất cao. Khi giao bất cứ công việc gì, mọi người đều hoàn toàn yên tâm bởi con giáp này chắc chắn sẽ cố hết sức mình để hoàn thành ở mức tốt nhất trong khả năng. Chính vì thế, họ trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng và nhận được sự yêu mến, ngưỡng mộ từ đồng nghiệp. Họ sống rất hòa đồng và biết lo nghĩ cho những người xung quanh. Đó là lý do họ có rất nhiều bạn bè và hầu như ai cũng đối xử chân thành với họ, như cách mà con giáp này luôn hết lòng với mọi người. Vì những lý do đó, khi tuổi Hợi cần sự giúp đỡ, bạn bè và cả đồng nghiệp xung quanh đều sẵn sàng ra tay tương trợ. Cho nên, dù không được sinh ra trong một gia đình khá giả, trong tương lai, con giáp này chắc chắn sẽ đại phú, đại quý bằng chính năng lực của mình và sự quyết tâm cao độ. Tuổi Sửu. Dù không phải tất cả những người tuổi Sửu đa phần đều có hoàn cảnh xuất thân trong gia đình khó khăn và không có điều kiện như người khác. Nhưng cũng chính vì hoàn cảnh ấy mà con giáp này được tôi luyện cái tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó và siêng năng hơn người. Một khi đã đảm nhận bất cứ nhiệm vụ nào, tuổi Sửu cũng sẽ quyết tâm hoàn thành đến cùng. Chưa làm xong thì bứt rứt không yên, là con giáp làm việc nghiêm túc, điển hình. Có thể nói, họ sống như những chú trâu cày bừa trên đồng ruộng. Dù đất có cứng, có khô cằn ra sao, thì trâu ta vẫn cứ cần mẫn hoàn thành từng mảnh ruộng tới cùng. Bằng chính sự nỗ lực bền bỉ ấy, người tuổi Sửu dù sinh ra trong một gia đình nghèo khó thì vẫn sẽ có một tương lai đủ đầy, sống an hưởng khi tuổi già, không còn bị hại chữ nghèo khó đeo bám. Tuổi trẻ không quản ngại khó khăn, bản thân lại có năng lực, song người tuổi Sửu thường ít khi đạt được thành công lúc trẻ. Khuyết điểm lớn nhất của họ có lẽ là tính cách khá nóng nảy, thiếu kiềm chế. Họ không phải là người chỉ vì những giây phút cáu giận mà bỏ dở công việc, song sự nóng nảy của họ khiến không ít người mất lòng. Thêm nữa, con giáp này luôn có suy nghĩ phải tự mình hoàn thành mọi việc, bỏ phí sự giúp đỡ từ những mối quan hệ tốt đẹp. Càng trưởng thành, tuổi Sửu sẽ càng kiềm chế hơn và cư xử một cách khéo léo. Đây chính là điều khiến vận trình của bản mệnh thêm nhiều phần thuận lợi. Họ đạt được thành công bằng chính sự nỗ lực của mình. Đây là một trong những con giáp sẽ nhận được hưởng hậu vận trong an nhàn, tiền bạc rủng rỉnh. Tuổi Thìn. Cũng giống như tuổi Hợi và tuổi Sửu, người tuổi Thìn cũng là một trong số những con giáp khổ trước sướng sau. Nhưng xét cho cùng, con giáp này vẫn được coi là may mắn nhỉnh hơn hai con giáp bên trên. Theo tử vi học, rồng vốn là con cưng của trời nên phúc khí của con giáp này vô cùng vượng và khác biệt hẳn so với những người bình thường. Hơn nữa, người tuổi Thìn vốn trời sinh thông minh sắc sảo, thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Cho nên, dù người tuổi Thìn có sinh ra trong gia đình nghèo khó như thế nào thì cũng sẽ đến một thời điểm vận lên mạnh mẽ. Người tuổi Sồng có sức sống rất mãnh liệt, họ sẽ không cam chịu một môi trường gò bó, không có cơ hội phát triển. Họ luôn muốn vươn lên nơi rộng lớn hơn để có thể thỏa sức vẫy vùng và khẳng định vị trí của mình. Không những vậy, con giáp này còn được quý nhân tương trợ trong cuộc sống. Dẫu làm gì, gặp ai cũng đều thuận lợi và hơn người. Ngay từ vẻ ngoài của tuổi này cũng đã phát ra khí chất hoàn toàn khác biệt. Vậy nên, dù xuất phát điểm có ra sao, tuổi Thìn cũng rất khó để từ chối. Có một cuộc sống giàu sang, tiền tài dư giả, sự nghiệp hanh thông trong tương lai. Tuy nhiên, vận may cũng cần đi kèm với sự nỗ lực thực tế. Chỉ cần con giáp này chăm chỉ, không phó mặc cho số phận, thì vận may của họ sau này cứ tự nhiên mà kéo đến. Tuổi Tuất. Theo tử vi, phần nhiều những người tuổi Tuất không được sinh ra trong hoàn cảnh giàu có. Người tuổi Tuất là những người từ nhỏ đã biết tự lập, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Tuổi Tuất chăm chỉ, không quản ngại khó khăn để đạt được thành công. Người tuổi Tuất luôn có ý thức về trách nhiệm khá cao trong công việc, phải hoàn thành nhiệm vụ được sao. Do đó, công việc tuổi Tuất luôn nghiêm túc, chăm chỉ nỗ lực hết mình dù có phải liên tục làm thêm nhiều giờ mỗi ngày. Nhờ đó mà họ nhận được đánh giá cao từ cấp trên. Do ít nghĩ cho bản thân nên có nhiều trường hợp người tuổi Tuất làm quá giới hạn của bản thân và rơi vào nguy cơ làm việc quá sức. Đặc biệt, người tuổi Tuất thích hòa mình vào hoạt động cùng đội nhóm. Con giáp không phải là người áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, mà thay vào đó luôn chú ý đến xung quanh, hành động một cách hợp tác. Cho nên, mọi công việc của người tuổi Tuất đều thuận lợi và phát triển. Những người tuổi Tuất khi càng trưởng thành sẽ càng kiềm chế hơn và cư xử một cách khéo léo. Trong thời gian sắp tới, con đường tài lộc của tuổi Tuất sẽ vô cùng thuận lợi. Tuổi Tuất sẽ đạt được thành công bằng chính sự nỗ lực của mình. Trong thời gian này cũng chính là thời gian được thưởng hậu vận trong an nhàn, tiền bạc sùng rỉnh khiến ai cũng phải ghen tị. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ vốn tính tình rất cương trực, nóng nảy. Khi còn trẻ, họ rất thích mạo hiểm, luôn hừng hực khí thế khi bắt tay vào bất kỳ công việc nào. Tuy nhiên, họ lại là những người có tính tự trọng cao, dễ bị tổn thương nhưng lại dễ gây thù, chuốc oán với người khác bởi sự không ý tứ trong lời ăn tiếng nói. Thêm vào đó, người tuổi Ngọ là tuyết người không thích sự lãng phí thời gian vào việc do dự, đắn đo, luôn muốn thử thách bản thân mình càng nhanh càng tốt dù việc đó có khó khăn đến đâu. Hơn nữa, người tuổi Ngọ thông minh, có khả năng nhớ và xử lý mọi việc rất nhanh, từ khâu nhận thức đến hành động, từ học hành đến công việc. Ngoài tốc độ, họ còn giỏi trong việc lập kế hoạch và hành động, theo đó nên mọi việc được xử lý một cách hết sức suôn sẻ. Suốt thời trẻ, người tuổi Ngọ phải bôn ba, lăn lộn, vất vả kiếm tiền, tuy không đến nỗi phải lo ăn từng bữa nhưng cũng chẳng mấy khi được dư giả. Nhưng chú ngựa vốn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì thất bại. Sau những lần rèn luyện đau thương ấy, bản mệnh như được đúc thêm tấm áo giáp bằng thép, bằng đồng để sau này thêm mạnh mẽ và khôn ngoan, dần dần loại bỏ những điều mình còn thiếu sót. Nhưng chỉ cần qua cột mốc tuổi 40, cuộc sống của họ sẽ có những bước chuyển biến rõ rệt. Có lẽ một phần bởi trời phú cho sự kiên trì, khả năng cố gắng dẻo dai và một sức khỏe tuyệt vời. Những cố gắng miệt mài không ngừng nghỉ cộng thêm sự mưu lược tài tình sau bao năm bôn ba sẽ giúp họ chỉ cần ngồi vảnh dâu đếm tiền. Tình cảm của gia đình vì đó cũng thêm gắn bó, mặn nồng. Tuổi Tý. Những người tuổi Tý bẩm sinh đã có sự nhạy bén, tinh tế, sở hữu chỉ số IQ, chỉ số thông minh cao. Con giáp luôn có lý tưởng sống, đặt mục tiêu rõ ràng dù cho tương lai gần hay tương lai xa. Đa phần, người tuổi Tý đều sinh ra và lớn lên trong gia đình bình dị, kinh tế vừa đủ. Chính động lực làm giàu và ham muốn vươn lên đã thôi thúc họ cố gắng và dần trưởng thành theo năm tháng. Từ khi còn trẻ, bản mệnh đã ý thức được việc phải kiếm tiền và quản lý tài chính. Không tới mức tiền là lẽ sống nhưng đối với những chú chuột thì thiếu tiền là chuyện không thể chấp nhận được. Dù trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, người tuổi Tý cũng cần có một đường rút lui tối ưu. Tuổi Tý là người thận trọng, thường chọn những phương án ít mạo hiểm. Do tuổi Tý quá chặt chẽ, làm việc gì cũng sa vào chi tiết nên đôi khi để vượt mất cơ hội quý giá. May mắn là đến khi họ qua 35 tuổi, tuổi Tý sẽ được quý nhân để mắt, nâng đỡ, phù trợ và bắt đầu sải bước trên con đường thành công. Đặc biệt là những cá nhân tuổi Tý sinh vào mùa đông lại càng dễ có khả năng biến thành triệu phú chỉ sau một đêm.
Vì vậy, chỉ cần tuổi Tý cố gắng kiên trì đến khi bước qua được những gian khó nhất của cuộc đời. Đừng buông xuôi, bỏ giờ giữa chừng thì từ 40 tuổi trở đi sẽ được hưởng quả ngọt đến cuối đời. Quý vị thân mến, ai cũng vậy thôi, đều nên cố gắng học tập thật tốt và làm việc thật chăm chỉ để gặt hái được nhiều thành công. Đừng quá ỷ lại vào số phận, chê trách đời mình không may mắn hay gặp phải nhiều vận hạn. Có công mài sắt, có ngày nên kim, thành công không thể đến trong ngày một ngày hai. Phải có vấp ngã mới có thể thành công. Đừng nhụt chí thấy khó khăn mà chùn bước. Hãy mạnh dạn bước tiếp mới thấy được quả ngọt và đỉnh vinh quang đang chờ đón bạn ở phía trước. Kết thúc video, quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và đừng bỏ qua bất kỳ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!